Okay, thank you. Thank you. May invite His Excellency Mr. Nguyễn Minh Chiết, President of the Socialist Republic of Vietnam, to deliver the final declaration of the 14th APEC Economic Leaders Meeting. Một, thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư. Chúng ta một lần nữa khẳng định ưu tiên hàng đầu là ủng hộ nghị trình phát triển Doha. Thất bại của vòng đàm phán Doha sẽ gây hậu quả vô cùng to lớn, chứng tỏ APEC tiếp tục cam kết thực hiện thương mại tự do và chúng tôi tái khẳng định cam kết hội nhập kinh tế hơn nữa trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và tăng cường nỗ lực để đạt được mục tiêu này. Chúng ta chia sẻ quan điểm của APEC rằng mặc dù có những khó khăn thực tế trong việc đàm phán hiệp định tự do thương mại khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhưng đã đến lúc APEC cần phải châu Á thương mại và đầu tư có hiệu quả trong khu vực. Do đó, một mặt chúng tôi về các biện pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực tính đến một hiệp định khu vực tự do thương mại châu Á Thái Bình Dương như một triển vọng dài hạn và báo cáo lên hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm 2007 tại Australia. Xây dựng năng lực cụ thể. Chúng tôi nhấn quốc tế khác. Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc bảo hộ và thực thi quyền.